để làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến phản ánh về tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa bàn thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, làm thu hẹp diện tích đất canh tác, khiến người dân thiếu đất để sản xuất, nguy cơ mất an toàn, an ninh nông thôn và nghiêm trọng hơn là tiềm ẩn những rủi ro từ biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã nhận được thêm hàng loạt phản ánh và bức xúc của nhân dân địa phương về việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn ICC Việt Nam. Bình luận về phản ánh của nhân dân sinh sống tại thôn Hà Hương, xã Liên Hà về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khi chưa có quyết định cấp phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, mà còn có rất nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng khác trong quá trình dồn điền, đổi thừa. Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn ICC Việt Nam cho biết, đất trồng lúa là loại đất rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực. Việc chuyển đổi dưới 10 ha phải có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, trên 10 ha phải có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Vâng, về cái việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp mà có mục đích sử dụng đất trồng lúa hàng năm này, thì chúng ta cũng sang các mục đích khác thì chúng ta đều biết rằng là đất trồng lúa này là một cái loại đất rất là quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến cái an ninh lương thực. Thì cái cách thức quản lý với cái đất trồng lúa này nó cũng khá là chặt chẽ. Cụ thể là đối với các cái trường hợp mà sử dụng dự án đầu tư mà có cái nhu cầu mà sử dụng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa từ dưới 10 ha thì nó yêu cầu là phải có cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Thế còn nếu mà từ 10 ha trở lên thì là yêu cầu phải có cái chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Về cái điều kiện chuyển đổi chuyển nhượng này thì chuyển đổi mục đích sử dụng đất này thì trước hết là nó phải phù hợp với cái quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương. Cái việc chuyển đổi này cũng là thuộc cái diện là phải được nhà nước cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thì người dân các cái đơn vị mà muốn chuyển đổi thì cũng phải làm các cái thủ tục để mà được theo quy định của pháp luật để mà được chuyển đổi. Liên quan đến việc người dân không được họp bàn cụ thể về kế hoạch dồn điền đổi thừa, cũng như sau khi quá trình dồn điền đổi thừa kết thúc, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà không công bố cho nhân dân được biết những phần diện tích đất còn lại là bao nhiêu, sử dụng vào mục đích gì. Luật sư Cường cho biết điều đó là sai, trái với quy định của luật đất đai. Theo quan điểm của tôi thì cái việc làm này của các cái tổ chức dân cư cấp cơ sở như thế là không đúng, bởi vì là những cái tổ chức này cũng không phải là những cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cái việc mà tự ý cho phép các cái tổ chức cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất nông nghiệp sang các cái sử dụng làm nhà xưởng, làm các cái mục đích kinh doanh khác thì là nó trái với quy định của luật đất đai. Những cái việc như vậy là phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và nó phải trên cơ sở một cái trình tự thủ tục đã được luật pháp quy định. Về việc ông Nguyễn Thế Phương, trưởng công an xã Liên Hà, không có địa chỉ thường trú tại xã Liên Hà, bị tố sở hữu 3.122 m² đất nông nghiệp trên địa bàn xã Liên Hà. Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn ICC Việt Nam cho rằng, việc giao dịch đó không phù hợp với các quy định quản lý và sử dụng đất nông nghiệp. Cái việc chuyển đổi mua bán đất nông nghiệp mà giữa các cái cá nhân với nhau thì nó là một cái việc diễn ra thường xuyên và phổ biến tại đặc biệt là khu vực nông thôn. Thế thì cái việc này có hợp pháp hay không thì luật cũng đã quy định rồi, tức là cái đối tượng mà nhận chuyển nhượng cái đất nông nghiệp phải trực tiếp là người có hộ khẩu tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thì cái việc đó thì cũng hoàn toàn hợp pháp. Chứ còn cái việc mà những người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp từ địa phương khác mua gom để có thể là sử dụng phục vụ vào một cái mục đích nào đó thì tôi cho rằng cái giao dịch này là nó không phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất. Không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người không có cùng huyết thống gia đình. Việc cấp sai chứng nhận quyền sử dụng đất trước hết là vi phạm hành chính. Sau đó, nếu gây thiệt hại sẽ phải bồi thường. Luật sư Nguyễn Thanh Tùng nói về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau quá trình dồn điền đổi thừa của hộ gia đình bà Đàm Thị Thúy, sinh năm 1973, trú tại thôn Hà Hương, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, có tên bà Phạm Thị Chi. Theo người dân nơi đây cho biết, bà Chi hiện đang là cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà và không thuộc hộ gia đình bà Đàm Thị Thúy. Về nguyên tắc thì là đất giấy nhận quyền sử dụng đất mà cấp cho, hay còn gọi là sổ đỏ mà cấp cho hộ gia đình, thì luật đất đai mới cũng đã quy định rất rõ là đất hộ gia đình, cái chủ thể sử dụng đất của hộ gia đình là những người mà có quyền sử dụng đất chung và có quan hệ huyết thống. Thế thì những người mà không có quan hệ huyết thống và cũng không có quan hệ không có quyền sử dụng đất chung thì về nguyên tắc là không được phép đưa vào, họ không có quyền sử dụng đất cho nên là không được phép đưa vào giấy nhận. Và theo quy định hiện hành thì giấy nhận người nhất cũng chỉ ghi tên, đối với trường hợp cấp cho hộ gia đình ấy, thì chỉ ghi tên là họ cấp cho họ ông hoặc họ bà. Cấp giấy nhận của đất sai đối tượng thì là nó là cái vi phạm trong cái quản lý về cấp phát giấy nhận của đất, nó một trong những vi phạm về quản lý đất đai. Thì là cái trách nhiệm của người đó trước hết là trách nhiệm về mặt hành chính,
Tiếp đó là nếu mà cái việc cấp phát sai đó gây ra hậu quả về mặt tài sản thiệt hại cho người khác, cho các đối tượng khác, thì nguyên tắc là họ có thể khởi kiện và họ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh như thế nào khi để xảy ra các vi phạm này? Việc xử lý những sai phạm này sẽ được thực hiện như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả.